Sau hàng Nhật, tôi lại xin chào cả nhà. Em lên sóng phục vụ các bác con máy rửa bát Nationa 60SS5. Cái con này phải nói hình thức nó còn khá là đẹp đấy các bác này. Hình thức khá là đẹp luôn nhé. So với đời của nó thì nó còn rất chắc chắn đẹp đẽ. Phần kính này rất là đẹp. Đây là đang đun nước cho nên nó bay hơi nước bên trong. Chỉ nó phun thì nó sẽ sạch. Em để mã số 2 nhé. Phần inox các bác nhìn viền viết còn rất là sáng đẹp này. Đấy. Một con SS5 khá rộng rãi, toàn bộ thân vỏ bằng inox hết. Inox của Nhật thì chắc là bền vĩnh cửu luôn, 304. Đẹp, con này phải nói là đẹp, viền viết mọi góc cạnh khá đẹp luôn. Bảng điều khiển mọi chức năng, các chế độ rửa ok, đẹp đẽ. Đèn báo này sẽ báo khi còn khoảng 70 phút thôi nhé. Thời gian sấy này, các chế độ thời gian sấy, còn đặc biệt là có thêm cái chế độ là giữ khô bát đũa suốt cả ngày luôn. Đấy. Thời gian sấy 30-40, các đây đang đun nước này, đèn báo các chế độ rửa, đèn báo các chu trình rửa, đây các chế độ rửa, đây đang để rửa tiêu chuẩn, có cả chế độ rửa đến 2-3 người ăn con này, ít người ăn, rửa chỉ sấy này, máy rất dễ dùng thôi, bật nguồn và bấm rửa, vậy thôi, cứ cài đặt sẵn này, ai cũng phải dùng được, người già, trẻ nhỏ hay tất cả mọi người. Con này em bán là 2,8 triệu nhé, giá chưa phí vận chuyển, chưa có biến áp. Các bạn cứ mạnh dạn mua một chiếc máy rửa bát Nhật đi ạ. Nhưng bảo hành 1 năm, máy rẻ tiền nhưng bảo hành 1 năm luôn, phải nghĩ. Các nào thích bảo hành 3 năm, thêm 500 nghìn nên bảo hành cho 3 năm. Không phải rẻ là không bền đâu ạ. Những cái model này của nó bản chất nó vẫn là những cái máy đắt tiền. Nhưng mà theo thời gian thì cũng như các bác mua một cái chiếc xe máy, một chiếc ô tô ấy. Đấy, khi mua thì nó cũng rất là đắt, nhưng mà theo thời gian thì nó rẻ đi thôi. Nhưng mà đối với hàng bãi Nhật này, họ dùng không phải là họ dùng từ những cái năm sản xuất đến tận bây giờ đâu, mà là họ đã bỏ từ rất lâu rồi, vứt bãi lâu rồi, thì bây giờ nó mới về đến Việt Nam mình. Tức là bên Nhật họ cũng chỉ dùng một vài năm thôi các bạn, chứ không phải là như những cái đồ bên Việt Nam mình dùng đến lúc hỏng mới bỏ đâu. Bên Nhật họ chỉ dùng vài năm thôi. Như những cái máy này về bọn em chỉ vệ sinh qua những cái bảo dưỡng các cái hạng mục là nó chạy, chứ không có cái gì cả. Đây, và nó phun cái là kính nó trong ngay. 2,8 triệu các bác có cái máy rửa bát rồi, quá tuyệt vời luôn. Đấy, con thì phun xong ngay nhé. Nước nóng bỏng 80 độ C tiêu diệt tất cả mọi vi khuẩn, nấm mốc, virus các thể loại, tiêu diệt hết. Đấy. Máy vừa vệ sinh xong vừa cho chạy test. Thân ruột inox hết này. Đây, con này nó 2 tầng phun cho nên là cái khoảng cách, đây là cái ưu thế của máy này các bác nhé. Các bác có thể cho được những cái song khá to ở đây vào bát ô tô to. Đấy, ưu thế của máy này là nó 2 tầng phun thì thay bằng dàn phun đằng sau, cho nên là cái khoảng này rất là tiện. Cái này thì các bác có thể mở lên được này, mở lên để mình dùng cho các cái đĩa to. Đấy. Nói chung là con máy này khá rộng rãi so với các cái con máy khác, con này là thuộc loại rộng rãi, đẹp. Giá thành thì rất hợp lý, 2,8 triệu các bác nhé, chào các bác.